Chào mừng các bạn đến với kênh HV Channel. Thì hôm nay là Hoàng Vũ Center sẽ thực hiện cái video về giới thiệu cho các bạn về quy trình mà mở khóa iCloud MacBook MacBook Pro đời 2018-2019 bị iCloud bắt buộc firmware bằng phần mềm 100%, và các bạn là sẽ không còn phải buông máy. Thì các bạn sẽ thấy được cái quy trình mở khóa iCloud chuyên nghiệp tại Hoàng Vũ Center. Chúng ta đã đưa cái phần mà file mà để mở iCloud đã, chúng ta setup vô file USB này, và từ file USB này chúng ta sẽ dùng cái thủ tục quy trình boot để chúng ta mở iCloud đó. Chúng ta, các bạn nhìn thấy nè, khi mình tắt máy và mở máy, mình bấm nút option thì nó sẽ không còn bắt buộc firmware nữa, tức là bắt buộc firmware mình đã xử lý xong. Giờ tiến hành là mình gắn bộ cài, giúp mình cài thôi. Đây, chọn cái bảng mình chuẩn bị bộ cài mắt OS mới nhất, rồi mình tiến hành mình cài đặt cho máy.